Mình lại xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay thì mình lại tiếp tục chia sẻ tới anh em sơ đồ mạch khởi động của xe Lít 125 đời 2012. Xe dùng đèn pha sợi đốt và hệ thống chiếu sáng LED. Vậy thì hai cái dòng xe dùng đèn pha sợi đốt và hệ thống chiếu sáng LED là như nhau, cũng như là mạch đánh lửa đấy anh em ạ, để áp dụng chung cho nhau được bởi vì nó giống nhau nhé. Nên anh em cũng lưu ý đúng không ạ? Vâng. Và cụ thể thì mình cũng đã lên sơ đồ trên bảng đây rồi, và anh em chưa có tài liệu đúng cũng như là anh em chưa hiểu về nguyên lý của mạch khởi động của dòng xe Lít 125 đời 2022 này thì anh em xem và anh em có cái nhìn cũng tổng thể hơn về cái nguyên lý mạch khởi động của nó nhá. Vâng. Điện âm ắc quy được nối mát, được nối ra khung bằng dây màu xanh lục đúng không ạ? Rồi, khung một đường dây mát lớn chạy toàn xe luôn. Điện dương ắc quy đưa lên bằng dây màu đỏ đúng không ạ? Và anh em nhìn thấy này, mình vẽ một cái dây màu đỏ to này. Đấy. Là chạy tới tiếp điểm của rơ le sạc đè đúng không ạ? Đấy. Tiếp theo, dây màu đỏ này chia nhánh tới cầu chì chính 25A. Và sau khi điện dương ắc quy đi qua cầu chì chính 25A chuyển màu thành dây đỏ sọc trắng và đi tới tiếp điểm của dây le chính và nằm chờ đó đúng không ạ? Tiếp theo thì dây đỏ này tiếp tục sẽ nhánh tới cầu chì 10A chiếc khóa này đúng không ạ? Và sau khi đi ra thì chuyển màu thành dây đỏ sọc trắng và đi lên ổ khóa điện đúng không ạ? Vâng, sau khi ta bật ổ khóa điện thì các tiếp điểm đều đóng rồi, đấy là điều hiển nhiên. Sẽ dẫn điện từ dây trắng sọc đỏ sang dây đỏ sọc xanh lục. Và dây đỏ sọc xanh lục này thì một mặt là cấp nguồn cho ESM. Đấy, mặt khác dây đỏ này cấp nguồn cho cuộn từ của rơ le sạc đè. Đúng không ạ? Đấy. Và rơ le sạc đè này thì sau khi đi ra khỏi rơ le sạc đè là bằng dây màu vàng và đi tới ESM đúng không ạ? Đấy, đi tới ESM. Vậy thì chắc chắn là rơ le sạc đè này phải chờ mát trong ESM rồi, đúng không ạ? Đấy, chờ ESM rồi mát. Vâng. Vâng, dây đỏ sọc xanh lục tiếp tục cấp nguồn cho cuộn từ của dây le chính. Và lúc này thì anh em nhìn thấy cuộn từ của dây le chính đã được nối mát rồi, đúng không ạ? Bằng dây xanh lục. Cho nên là khi ta bật ổ khóa điện thì lập tức dây le chính cũng hoạt động ngay. Đấy, để gì? Đóng ma vít dẫn điện từ dây đỏ sọc trắng sang cái thanh đồng này. Đấy. Và anh em nhìn thấy thanh đồng này thì một mặt thì đi tới cầu chì 10A. Đấy, sau tiếp điểm dây le chính và điện dương ắc quy đi ra thì bằng dây đỏ sọc xanh dương. Đấy, và đi lên ổ khóa điện đúng không ạ? Một mặt thì thanh đồng này dẫn điện tới tiếp điểm của rơ le sạc đè và nằm chờ đây đúng không ạ? Vâng. Sau khi mà điện đi qua ổ khóa, đấy, từ dây đỏ sọc xanh dương được nối sang dây đen sọc nâu và đi tới công tắc an toàn đúng không ạ? Vậy thì xe này là công tắc an toàn. Đấy, không dẫn điện qua đèn phanh để tới mạch khởi động. Đấy. Công tắc an toàn này thì được gì? Lắp song song ở trên song song với lại đèn phanh. Công tắc an toàn này lắp song song với đèn phanh nhé, bên tay trái người ngồi trên xe đúng không ạ? Đấy. Và tất nhiên để khởi động được xe, đấy, thì chắc chắn là ta phải bóp công tắc an toàn thì mới nối điện từ dây đen sọc nâu sang dây xanh dương sọc xanh lục đúng không ạ? Bấm công tắc khởi động. Đấy, bấm công tắc khởi động tiếp tục dẫn điện từ dây xanh dương sọc xanh lục tới dây vàng sọc xanh lục. Đấy, và đi vào SCU. Vậy thì anh em nhìn thấy đây là chính là gì? Bộ điều khiển khóa thông minh và đời xe này là đề thông qua SCU đúng không ạ? Đấy, đề thông qua SCU. Vâng. Và tất nhiên là hội tụ đủ các điều kiện đấy thì SCU sẽ có một cái điện áp 12V. Đấy. Đi ra từ cái dây vàng này và đi vào SCU. Đây là chính là tín hiệu đề đúng không ạ? Và ESM nhận được. Đấy. Và để khởi động được động cơ thì hiển nhiên là gì? Công tắc chân chống cạnh phải gạt lên đúng không ạ? Để nối dây xanh lục sọc đen với dây xanh lục sọc trắng, đấy là điều hiển nhiên rồi, để khép kín các mạch liên quan trong ESM. ESM thì được nối mát bằng dây xanh lục đúng không ạ? Đấy. Đây là bộ máy phát khởi động, đấy chính là đề ACG, có nghĩa là đề kết hợp giữa máy phát và khởi động anh em nhé. Đấy. Và tất nhiên với những cái dòng xe mà máy phát khởi động tích hợp như này, gọi là dòng xe đề ACG, thì anh em lưu ý cho mình một điều nhé, là ba dây ba pha này là phải lắp
đúng chân nhá, lắp đúng chân, không được sai. Nếu sai thì sẽ không khởi động được động cơ, đúng không ạ? Đề cứ nhích thôi, không bao giờ chạy được đâu. Đấy là anh em để ý nhá. Chứ không như dòng xe lít 110 hay lít 110 thì anh em dây ba pha anh em có thể cháo cho nhau ba cái dây vàng được. Nhưng riêng dòng xe đề ACG thì ba dây ba pha này phải chính xác nhá, phải chính xác. Đấy. Vâng. Vậy thì khi ESM nhận được tín hiệu đề, đúng không ạ? Đấy, tất cả các điều kiện đã cần và đủ rồi. Đấy, thì chắc chắn là gì? ESM sẽ dập mát cho cái dây vàng này anh em này. Để anh em nhìn dây vàng này. Bây giờ ESM đã gì? Nhận được tín hiệu đề và lập tức chip chủ trong ESM sẽ điều khiển transistor dập mát cho dây vàng này, đúng không ạ? Đấy. Và gì? Lập tức rơ le sạc đề sẽ hít tiếp điểm rồi, sẽ hít tiếp điểm từ tiếp điểm 1 sang tiếp điểm 2. Mình vẽ thế cho nó dễ anh em nhé. Đấy, mình cũng dễ nói luôn, đúng không ạ? Đấy. Và đây chính là cái mạch khởi động hoàn chỉnh, đúng không ạ? Mạch khởi động hoàn chỉnh. Vâng. Đấy là lý do tại sao mình vẽ cái dây đỏ này to này anh em này. Đấy. Rồi, và mình cũng tiếp tục vẽ dây đỏ này để anh em biết là gì. Điện sẽ đi vào ESM để ESM biến đổi thành dòng điện một chiều ba pha. Đấy, để đưa xuống bộ máy phát khởi động này, đúng không ạ? Từng cặp một. Đấy, để biến động cơ điện, để biến máy phát điện xoay chiều ba pha thành một động cơ điện một chiều ba pha để khởi động động cơ. Đấy, đấy là nguyên lý hoạt động của cái hệ thống mạch khởi động xe lít 125 này, mà có thể nó cũng là cơ bản về nguyên lý, đúng không ạ? Cho các dòng xe đề máy phát điện khởi động tích hợp, gọi là dòng xe đề ACG. Đấy, để anh em nào mà chưa nắm được thì anh em cũng có cái nhìn tổng thể hơn để anh em xem và anh em tham khảo nhé. Vâng, đấy là mạch khởi động. Cho nên đã là mạch khởi động thì bao giờ rơ le cũng gì, ESM cũng dập mát cho dây vàng, đúng không ạ? Dập mát cho dây vàng. Đấy, và bao giờ rơ le sạc đề cũng làm việc để hút tiếp điểm từ tiếp điểm 1 sang tiếp điểm 2 này, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì để anh em kiểm tra được transistor này dập mát, có dập mát hay không, gọi là có còn hoạt động tốt ở trong ESM không, thì anh em kiểm tra bằng cách nào? Chắc là anh em phải dùng máy MotoScan, đúng không ạ? Đấy, để anh em kiểm tra. Vậy thì máy MotoScan Tab, MotoScan Phone, MotoScan CE cũng như là MotoScan 7, nói chung là dòng máy MotoScan sẽ kiểm tra được cho anh em gì? Transistor có dập mát cho cái dây vàng này không? Gọi là dập mát cho cuộn từ của dây le sạc đề. Đấy, và chức năng này trong transistor còn tốt không, là anh em nhìn trên máy là anh em xem được nhé. Đấy. Thứ hai là anh em có thể nhìn được tín hiệu khởi động có tới ESM không, là anh em dùng máy MotoScan anh em cũng hoàn toàn xem được. Và chắc là mình sẽ làm một video để kiểm tra các tín hiệu quan trọng lúc khởi động trên máy MotoScan. Đấy, để mình hướng dẫn anh em, những anh em cũng chưa nắm được thì anh em có thể xem nhé. Ở những video phía sau mình sẽ làm tiếp, đúng không ạ? Đấy. Và hôm nay thì về cơ bản đấy thì mình cũng chia sẻ với anh em về cái mạch khởi động của xe lít này, đúng không ạ? Đấy thì anh em nhớ nhé, mạch khởi động mà ESM nhận được tín hiệu đề thì chắc chắn là rơ le phải hít. Đấy, rơ le sạc đề phải hít tiếp điểm từ tiếp điểm 1 sang tiếp điểm 2. Đúng không ạ? Và sau khi mà động cơ khởi động rồi thì ESM cũng điều khiển transistor là gì? Chip chủ trong ESM đấy sẽ điều khiển transistor là cũng cắt mát luôn, đúng không ạ? Cắt mát luôn. Và má vít ở trong rơ le sạc đề từ tiếp điểm 2 lại trả về tiếp điểm 1, đúng không ạ? Vì cuộn từ mất từ rồi, đúng không ạ? Không hít nữa. Và lúc đó thì động cơ khởi động rồi, cho nên máy phát điện xoay chiều này lại phát ra dòng điện xoay chiều ba pha và đi vào ESM đấy để biến đổi chỉnh lưu thành dòng điện một chiều để nạp điện cho ắc quy lại theo cái dây đỏ sọc vàng này, đúng không ạ? Đấy. Vậy thì lúc ta khởi động là điện đi vào. Đấy. Và lúc máy khởi động rồi thì điện lại từ ESM đi ra, đúng không ạ? Và lúc này ở tiếp điểm 1 rồi, đúng không ạ? Má vít đã trả về tiếp điểm 1 rồi, cho nên lại dẫn điện nạp đấy, một dòng điện một chiều. Đấy. Đi tới tiếp điểm 1, đi tới thanh đồng, đúng không ạ? Đi tới thanh đồng, đi qua tiếp điểm của dây le chính,
đi tới dây đỏ sọc trắng, đi qua cầu chì chính 25A và nạp điện cho quy. Đó cũng là cái mạch nạp luôn mà anh em nắm được nhá. Vậy thì xe mà nổ rồi, đúng không ạ? Anh em rút dây lái chính ra ấy, thì chắc chắn là chỉ có mất mạch nạp thôi, đúng không ạ? Mất mạch nạp thôi. Chứ xe vẫn cứ nổ bình thường. Đấy, vẫn nổ bình thường nhá. Chứ xe không chết máy đâu. Đấy, để anh em cũng nắm được nhá. Bởi vì điện lúc này là điện một chiều đã từ máy phát, đúng không ạ? Đã xuống tiết điện 1 và sẽ quay ngược về ổ khóa điện và gì? Cấp điện cho các thiết bị điện rồi. Đấy, nên là em cũng lưu ý nhá. Đấy. Vậy thì về cơ bản như thế thì anh em tất nhiên là anh em nếu có máy thì anh em sẽ kiểm tra được các tín hiệu này rất là dễ, đúng không ạ? Mà là các tín hiệu quan trọng ở mạch khởi động mà chúng ta cần biết. Nếu một xe mà không khởi động được thì anh em cần biết là tín hiệu đề có chưa. Đấy, rất nhàn cho anh em kiểm tra ở những cái phân đoạn như này. Đấy, mà anh em không phải gì tháo đầu tháo nhựa ra để anh em kiểm tra xem là công tắc an toàn còn hoạt động tốt không này, công tắc khởi động có tốt không này. Đấy, anh em chỉ cần nhìn tín hiệu khởi động là anh em biết nhá. Vậy thì khi anh em nhìn thấy tín hiệu khởi động là anh em đã biết rồi. Tín hiệu khởi động đã tới e xem rồi, đúng không ạ? Đấy, cho nên là anh em có máy anh em rất là dễ nhá. Đấy, hai là một trường hợp nữa là ví dụ là anh em kiểm tra. Đấy, mình vừa nói tiếp, anh em kiểm tra cái tín hiệu mà ESM điều khiển dây la sạc đè đấy, dập mát cho cái dây vàng này, con tư này. Đấy, anh em cũng biết là cái mạch ở trong đó còn tốt hay không. Đấy, nếu như anh em đè mỗi một lần mà lại hay đứt cầu chì 25A này, đúng không ạ? Vậy thì anh em phải kiểm tra dây vàng nó có đứt không, đúng không ạ? Còn anh em kiểm tra trên máy, nếu anh em nhìn tốt rồi thì điều đó anh em khẳng định cái mạch dập mát, đúng không ạ? Chân xi to dập mát cho cuộn từ là rất tốt rồi, cho nên anh em không cần phải kiểm tra nữa. Mà anh em cần phải kiểm tra cho mình cái đường dây vàng này, đúng không ạ? Rồi dây le sạc đè còn tốt không? Đấy, có bị kém không? Đấy, rồi là gì? Dây có đứt không? Đấy, rồi là má vít nhiều khi dính lại không trả về tiết, không hít về tiết điểm 2 vẫn dính ở tiết điểm 1, vân vân. Đấy, thì anh em đều phải kiểm tra nhé. Bởi nếu như vẫn ở dính ở tiết điểm 1 mà anh em khởi động thì chắc chắn anh em nhìn cái đường điện sẽ đứt cái cầu chì 25A này. Đấy. Đấy, may mắn thì có thể khởi động được, còn không thì chắc chắn là sẽ đứt cầu chì 25A này, đúng không? Bởi vì anh em thừa biết rồi, dòng đè thì là rất là lớn, đấy, cường độ dòng điện rất là lớn, nên là cầu chì thì phần lớn là khi mà dơ le đè không hoạt động chuyển mạch như này thì chắc chắn là sẽ đứt luôn cầu chì 25A này. Đấy, bởi vì lý do đó cho nên là mạch khởi động bao giờ phải đi như thế này, anh em nhìn này, đấy, không thể qua cầu chì được nhá. Đấy, trong tài liệu thì mạch khởi động người ta vẫn để ở tiếp điểm 1. Đấy, nhưng mình sẽ để ở tiếp điểm 2 để cho anh em có một cái nhìn khái quát và chuẩn hơn khi anh em nhìn thấy cái mạch khởi động nó đi thực tế là như thế nhá. Đấy, để anh em tham khảo nhá. Vâng. Vậy thì mình cũng đã chia sẻ hết với anh em cái mạch khởi động của xe này rồi, đúng không ạ? Vậy thì anh em nào còn chưa nắm được thì anh em có thể xem kỹ lại, có thể xem lại video mình trình bày như vậy nhá. Vâng, còn về cuối video thì cũng như các video khác thì mình luôn cung cấp các dòng máy Motorscan đến cho anh em. Đấy, mình là đại lý cấp 1 cho công ty DTD Auto nên chắc anh em cũng đều nắm được hết rồi, đúng không ạ? Vâng, ngoài máy Motorscan các loại thì mình còn cung cấp các bộ đo áp suất nhiên liệu trong xi lanh, cũng như là áp suất nén. Đây, áp suất kiểm tra áp suất nén trong xi lanh, động cơ và áp suất nhiên liệu. Vâng, bộ đồng hồ này thì riêng phần đồng hồ thì công ty DT Auto nhập khẩu từ Hàn Quốc nên anh em hoàn toàn tin tưởng về chất lượng nhá. Hoàn toàn tin tưởng về chất lượng luôn. Vâng, mình vẫn nói rồi, giá trị nhất ở cái phần đồng hồ đo áp này, một chiếc đồng hồ 2 trong 1 chính là gì? Chiếc đồng hồ mà công ty DTD Auto đã lựa chọn kỹ lưỡng. Đấy, phải nói là công ty DT Auto đã lựa chọn kỹ lưỡng nhà sản xuất đấy, và quyết định là chọn một hãng đồng hồ đấy, đến từ Hàn Quốc. Một chiếc đồng hồ có thể nói là rất tốt đấy. Bởi vì nói đúng ra thì mình là một khách hàng cũng nhiều năm đấy. Từ trước đây mình chưa làm đại lý cho công ty thì mình đã dùng rồi đấy. Cho nên là mình dám khẳng định 100% là anh em hoàn toàn tin tưởng vào chất lượng của đồng hồ nhé. Đấy, hoàn toàn tin tưởng về chất lượng của đồng hồ của Hàn Quốc. Đấy. Đồng hồ thì tuyệt vời luôn. Đấy, điều đó là anh em khỏi phải nghĩ luôn. Bởi mình là một khách hàng đã được kiểm chứng nhé. Đấy.
Đây là các tem đồng hồ. Đấy, đây là tem của nhà sản xuất này anh em này. Đấy, rất rõ ràng. Đấy. Đấy. Xuất xứ thì rất rõ ràng, anh em nhìn này. Vâng, đây là tem của công ty, bảo hành của công ty DT Đô Tô. Đấy, anh em chất lượng nhìn đồng hồ thì chắc là anh em nhìn cái là anh em cũng biết ngay, đúng không ạ? Biết ngay là chất lượng đồng hồ, đúng không ạ? Đấy. Nó khôn thì nó hiện ra mặt luôn, đúng không ạ? Đấy, cho nên là anh em đã mua những cái đồng hồ như này thì là kết hợp cả hai chức năng nó luôn nhé, vừa đo áp bủng đốt cũng như là đo áp nhiên liệu luôn, hai trong một, mà anh em không cần phải mua hai đồng hồ làm gì nhé. Bởi vì công ty cũng đã lựa chọn chất lượng đồng hồ rồi, đảm bảo để vừa đo được áp suất nén trong xi lanh, một áp suất rất là cao, cũng như là anh em cũng vừa đo được áp nhiên liệu đấy, với mức độ chịu xăng dầu rất là tốt của đồng hồ, đúng không ạ? Đã được kiểm nghiệm rồi nên anh em hoàn toàn là tin tưởng nhé. Vâng, và các phần khớp nối thì công ty cũng làm bằng đồng hết. Đấy, mình cũng đã giới thiệu nhiều lần trên kênh đấy, nhưng mà mình vẫn giới thiệu lại bởi vì có những anh em có thể là chưa xem những video của mình, đúng không ạ? Đấy, thì anh em cũng nắm được, còn những anh em nào nắm bắt được rồi thì thôi. Đấy. Tất cả các đầu đồng như này là công ty đặt tiện rất là tốt. Đấy. Cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy. Nói chung là nếu mà những cái phần này thì mình nghĩ cũng chả bao giờ hỏng được, đúng không ạ? Đấy, ngoài ra thì công ty cho thêm những cái đầu nối nhanh như thế này. Đấy. Chả bao giờ hỏng được, đúng không ạ? Đấy. Đây là các đầu ống cao su. Đấy. Để tiện cho anh em những cái đầu nối to nhỏ thì anh em đều lắp được hết nhé. Ngoài ra thì công ty cũng trang bị một quyển sách nhỏ ở trong đây là hướng dẫn sử dụng nhanh. Đấy. Dụng cụ kiểm tra áp suất nén trong xi lanh, động cơ và áp suất nhiên liệu rồi cho xe máy. Đấy. Đây là quyển sách mà anh em sẽ có hướng dẫn cụ thể, nhưng mà thực tế thì anh em cũng không cần sách thì anh em vẫn lắp ráp được thôi. Nó đơn giản lắm nhé. Đây là cách lắp ráp này, từng bước một này. Đấy. Rất là chi tiết, đúng không ạ? Cực kỳ chi tiết luôn. Đấy. Trong đó thì ngoài ra thì có thông số, tỉ số nén của các dòng xe, các loại xe. Đây. Đấy, là có thông tin ở trong này nhé. Đấy, anh em xem và anh em tham khảo nhé. Đây, đó là phần đồng hồ đo áp suất nén xi lanh và áp suất nhiên liệu. Vâng. Ngoài ra thì chắc chắn là không thể không kể đến bộ đồng hồ đo điện của hãng Kyojitsu của Nhật Bản, đúng không ạ? Hôm nay mình nhập một lô cũng tương đối nhiều, đây anh em nhìn này, đấy. Vừa rồi mình nhập cũng chuyển cho anh em rất nhiều rồi. Có thể nói là những anh em trước đây đã từng mua những cái đồng hồ rẻ tiền kém chất lượng thì anh em dùng anh em cũng không lạ gì rồi, đúng không ạ? Một thời gian đồng hồ đã sai số rồi, đấy. Nhiều khi rẻ mà lại thành đắt, đấy. Nhưng mà nhiều khi anh em đầu tư một lần thôi, đúng không ạ? Đấy, đầu tư một lần thôi, đấy. Nhưng mà anh em lại là rẻ, đấy. Anh em cứ mua nhiều lần cái rẻ thì cũng thành đắt thôi, mà cuối cùng vẫn là được một chất lượng, một cái đồng hồ rẻ tiền kém chất lượng, sai số rất nhanh. Mà nói chung là đã là những cái thiết bị đo lường ấy thì anh em phải mua phải tốt đấy, nếu không thì anh em sẽ có một cái thông tin sai số, mà nhiều khi thông tin sai số thì dễ đến bắt bệnh sai và rất mất vất vả trong quá trình anh em chẩn đoán bệnh, đấy là điều hiển nhiên đấy. Và chính vì xuất phát từ cái yêu cầu như thế cho nên mình không bao giờ mình cung cấp những đồng hồ rẻ tiền là một, đấy, chất lượng kém là hai cho anh em. Bởi vì anh em mua vào sau này anh em lại oán trách, đúng không ạ? Đấy, mua cái bực vào mình. Đấy, cho nên mình không bao giờ mình cung cấp cho anh em những loại đồng hồ rẻ tiền thiếu chính xác đấy mà không bền. Đấy. Tất cả những đồng hồ mình gửi cho anh em là một là phải chuẩn, đấy. Chất lượng phải tốt, đấy, và bền bỉ trong nhiều năm. Đấy. Với đồng hồ Kyojitsu của Nhật Bản, những anh em nào đã dùng thì chắc chắn là anh em cũng không thể gọi là chê trách được với đồng hồ này, đúng không ạ? Một chiếc đồng hồ quá dễ dùng luôn. Đấy, các giải điện áp là hoàn toàn tự động. Đấy, anh em nhìn đấy, nếu mà điện xoay chiều thì anh em chỉ cần bấm về nấc xoay chiều, đúng không ạ? Anh em đo điện áp một chiều thì anh em vặn về nấc điện áp một chiều. Và anh em không cần phải điều chỉnh các giải điện áp bởi vì đồng hồ đo là hoàn toàn tự động nhé. Hoàn toàn tự động. Đấy. Rồi, một chiếc đồng hồ đến từ Nhật Bản, đúng không ạ? Đấy, của hãng Kyojitsu sản xuất. Trong đó thì có sách này, đấy, sách hướng dẫn nhưng mà sách toàn tiếng Anh với tiếng Nhật thôi. Đấy. Hai là bộ cáp đồng hồ này, đấy. Ba là một đôi pin ở trong đây. Đấy. Và anh em nào có nhu cầu về đồng hồ này thì anh em liên lạc với mình nhé. Đấy. Các kiểu đồng hồ luôn, đúng không ạ? Hôm nay mình nhập về cũng tương đối nhiều. Đấy.
mình cũng biết là rất nhiều anh em chia sẻ là những cái đồng hồ rẻ tiền bọn em mua chỉ được một thời gian ngắn là xài ngay. Vâng. Đấy, nhưng nhiều khi anh em không biết cách mua, đúng không? Anh em không tham khảo thì nhiều khi anh em lại không biết lại mua những cái đồng hồ đấy thì anh em cũng gì bị đo sai số, mà nhiều khi là nó rất là mất thời gian trong quá trình mình chẩn đoán sửa chữa, đúng không ạ? Ngoài ra thì mình cung cấp các cáp kiểm tra ESU, từ ESU nhỏ cho đến ESU của dòng xe đề ACG nhé. Thì với dòng xe ESU nhỏ của Honda, đúng không ạ? Cũng như là Yamaha thì công ty DT Toto đã có từ lâu rồi. Đấy. Nhưng mà vừa rồi ấy, thì công ty cho ra thêm một bộ cáp gồm 9 cáp kiểm tra chất lượng ESM của những dòng xe đề ACG của Honda. Đấy thì anh em nhìn này, đấy, 9 cáp liền. Đấy. Dùng cho máy Motion Scan 7 và Motion Phone, Motion Tap anh em nhé. Đấy, 9 cáp. Đây. Bộ cáp này thì có 9 cáp và kiểm tra chất lượng ESU, kiểm tra phần cứng cũng như phần mềm. Cho nên là anh em nghi ngờ ESM có vấn đề gì thì anh em cắm trực tiếp vào ESM, anh em kiểm tra, anh em biết được luôn nhé. Đấy, 9 cáp liền. Vâng, 9 cáp. Bộ cáp này có giá 4 triệu 800 nghìn đồng anh em nhé. Vâng, đây là bộ cáp mới công ty DTD ô tô mới ra mắt. Đấy. Vâng, ngoài ra thì anh em cần các bộ AFO3, AFO4, những bộ phụ kiện để trị hụt ga đầu cũng như là xử lý những ESM mà bây giờ ESM các linh kiện bị già rồi đấy, đúng không ạ? Xử lý kém rồi, đấy, bị hao xăng thì anh em có thể dùng những cái bộ phụ kiện này anh em xử lý nhá. Vâng. Rồi, vậy thì các dòng máy Motion Tap thì anh em cũng nắm được rồi, đúng không ạ? Mình cũng không cần phải nói nhiều nữa thì anh em cũng xem kênh của mình thì anh em cũng biết rồi, đúng không ạ? Máy rất dễ sử dụng. Đấy. Và mọi thông tin liên hệ thì anh em cứ trực tiếp liên lạc với mình theo số máy điện thoại là 0979 407 116, mình sẽ tư vấn cụ thể cho anh em nhé. Mình xin kết thúc video này ở đây. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.